Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão để chúng ta tiến hành công việc là gì? chọn ngày kết hôn kế hoạch. Thì đó là những ngày tốt nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì để lựa chọn ra được một ngày tốt để tiến hành công việc kết hôn kế hoạch thì chúng ta sẽ sử dụng tài liệu là ngày tốt tuần thư. Thì trong ngày tốt tuần thư sẽ có tiêu chí chọn những ngày tốt mà quý vị có thể lựa chọn để chọn ra những ngày tốt nhất cho mình để tiến hành mọi việc được hanh thông thuận lợi thì để lựa chọn việc ngày tốt kết hôn ấy, thì các bạn sẽ dựa vào trang 171. Và ngày tốt kết hôn chúng ta có 40 tiêu chí, có 40 tiêu chí chọn ngày tốt kết hôn. Vậy nên các bạn đã hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt này. Đấy, trong cái quyển ngày ngày tốt toàn thư. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là chọn ra ngày cưới hỏi kết hôn cho được thuận lợi và may mắn. Và quý vị thân mến, thì đầu tiên bao giờ cũng vậy để chọn ra được ngày tốt kết hôn thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Thì sau khi loại bỏ những ngày xấu cần tránh thì chúng ta mới tìm được những ngày tốt nhất. Thì quý vị đã biết đấy, cái tháng 2 âm lịch nó khởi từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 19 tháng 4 dương lịch Cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch nó là ngày kỷ mão và tháng 2 nó là tháng ất mão, nó là tháng thiếu Và tháng 2 này tôi chia sẻ cùng các bạn là tháng 2 nhuận nhá Là tháng 2 nhuận, nó khởi từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 dương lịch ừ, Trong cái việc loại bỏ những ngày xấu ấy, thì chúng ta loại bỏ những ngày sau Đầu tiên chúng ta cần loại bỏ những ngày sát chủ Ngày sát chủ trong tháng 2 âm lịch thì nó chính là ngày tí và ngày xíu ngày tí là sát chủ dương ngày xỉu là sát chủ âm đó. ngày tí chúng ta sẽ có hai ngày mùng 10 là ngày mậu tí và ngày 22 là ngày canh tí thì chúng ta không dùng ngày xỉu thì chúng ta có hai ngày 11 là ngày ký xỉu và ngày 23 là ngày tân xỉu thì đây cũng là hai ngày sát chủ sát chủ âm nhé chúng ta không dùng đó. tiếp theo ngày xấu thứ hai chúng ta cần loại bỏ là ngày thụ tử ngày thụ tử trong tháng 2 âm lịch thì nó sẽ rơi vào ngày thìn ngày thìn chúng ta có 3 ngày canh thìn là ngày mùng 2 nhâm thìn là ngày 14 và ngày giáp thìn là ngày 26 thì đây là ba ngày thụ tử chúng ta cũng tuyệt đối không nên dùng Tiếp đến ngày số thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày tam lương. Ngày tam lương sẽ có 6 ngày, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày tân tỵ. Ngày mùng 7 thì nó rơi vào ngày ất, ất dậu. Ngày 13 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày 13 là tân mão. Ngày 18 thì nó sẽ rơi vào ngày bính thân. Ngày 22 thì nó sẽ rơi vào ngày canh tí. Cuối cùng là ngày 27, ngày 27 nó sẽ rơi vào ngày vào ngày ất tỵ đó đó là những cái ngày tam lương mà chúng ta cần phải tránh ngày số thứ tư mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày nguyệt kỵ nguyệt kỵ sẽ có 3 ngày mùng 5, 14 và ngày 23 đó ngày mùng 5 thì nó sẽ rơi vào mùng 5 sẽ rơi vào ngày quý mùi ngày 14 ngày 14 thì nó là ngày là ngày nhâm thìn và ngày 23 nó là ngày tân tân sửu thì đó là những ngày xấu cần tránh tiếp đến ngày xấu thứ năm mà chúng ta cần loại bỏ khi mà lựa chọn cái ngày kết hôn đó là chúng ta cần loại bỏ những ngày vãng vong Ngày vãng vong trong cái tháng hai âm lịch ấy, thì nó chính là ngày tị Ngày tị chúng ta không dùng. Đó, nó có hai ngày thì nó trùng với ngày tam lương rồi. Đó. ngày mùng 3 thì bị trùng ngày tam lương, ngày 27 trùng ngày tam lương. Còn lại ngày 15 thì nó bị phạm ngày vãng vong thì các bạn cũng cần phải hết sức lưu ý. Tiếp theo ngày cưới thì chúng ta cũng kỵ một ngày dương công kỵ. Ngày dương công kỵ trong tháng hai âm lịch thì nó sẽ rơi vào ngày 11. Ngày 11 thì nó chính là ngày ngày kỳ xíu thì nó trùng với ngày sát chủ âm ta đã bỏ rồi. Tiếp đến uh, ngày trực kiến thì chúng ta cũng không nên dùng vì tháng 2 nhuận ấy, tháng 2 nhuận nó vẫn là tháng ất mão. Thì ngày mão là ngày ngày mão là sẽ kiến mão. Vậy nên chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Cần phải cân nhắc xem có dùng được hay không. Tiếp theo là chúng ta đến ngày thứ 8 chúng ta cần lại bỏ đó là ngày nguyệt phá. Tháng 2 là tháng mão đúng không ạ? Mão và dậu là là tương xung. Vậy nên tất cả những ngày dậu là ngày nguyệt phá chúng ta không nên dùng, bao gồm có hai ngày. Ất dậu là ngày mùng 7 và đinh dậu là ngày 19. Đó. Tiếp đến ngày xấu thứ 9 chúng ta cần phải xem xét đó là ngày trực bình là ngày mùng 9 là ngày ngọ Ngày số thứ 9 là ngày trực bình là ngày ngọ thì các bạn cũng nên là gì cân nhắc thật kỹ trước khi dùng. Tiếp theo là ngày thứ 10 là ngày trực thâu. Ngày trực thâu là những ngày tí thì trùng ngày sát chủ rồi, chúng ta không dùng nữa, không 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 dùng nữa đó. Tiếp theo ngày 11 là ngày trực bế, ngày trực bế là những ngày dần thì các bạn cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi sử dụng. Tiếp đến là ngày thứ 12 là ngày trực mãn, trực mãn là những ngày tỵ ngày tị là trường mãn thì chúng ta cũng phải cần cân nhắc hơn nữa nó phạm ngày vãng vong rồi thì tốt nhất là chúng ta không nên dùng ngày số thứ 13 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày tam sát ở ba phương vị tam sát đó là ngày kiếp sát ngày tai sát và ngày người sát đúng không ngày kiếp sát trong tháng này trong tháng hai âm lịch thì nói là ngày thân ngày thân là kiếp sát tiếp đến là ngày dậu là phạm gì tai sát đúng không? tai sát và ngày tuất là phạm vào nguyệt sát nguyệt sát là ba ngày tam sát mà chúng ta cũng phải hết sức lưu ý khi sử dụng đó tốt nhất là không dùng thì tốt hơn và ngày số tiếp theo mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày ngày nguyệt hình ngày số thứ 16 nguyệt hình trong tháng này nó là ngày tí đúng không ạ tháng mão tí và mão là hình nhau vậy chính là ngày tí, có rất nhiều sao số đâu đấy tiếp đến ngày 17 ngày số thứ 17 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày nguyệt hại đúng không ạ tháng mão thì ngày ngày thìn là ngày lục hại đúng không ạ thìn mão hại nhau nhưng mà ngày thìn nó phạm ngày tụ tử ta đã bỏ rồi ngày số thứ 18 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày nguyệt yếm ngày nguyệt yếm là những ngày dậu thì nó trùng với ngày nguyệt phá thì chúng ta không dùng nữa Ngày số thứ 19 là ngày thiên sứ Ngày thiên sứ là những ngày tí Thì nó trùng với ngày nguyệt hình lại trùng với ngày gì? Nguyệt phá, ngày sát chủ Vậy này chúng ta sẽ không dùng sẽ không dùng Tiếp đến ngày 20 là ngày đại thời Ngày đại thời là những ngày tuất đúng không? Ngày tuất là đại thời Vừa phạm đại thời lại vừa phạm là gì? Ngày nguyệt sát Ở ba phương vị tam sát Vậy này chúng ta cũng phải hết sức lưu ý Tiếp đến ngày thứ 21 chúng ta cần lại bỏ là ngày tứ kỵ Ngày tứ kỵ là ngày giáp tí thì trong tháng này không có đó. Ngày thứ 22 chúng ta cần lại bỏ là ngày tránh Thứ phế Ngày tránh thứ phế nó là ngày canh thân và ngày tân dậu canh thân và tân dậu thì trong tháng này không có hơn nữa nó lại phạm vào ngày tam sát và ngày nguyệt phá đúng không? vậy nên chúng ta cũng sẽ không dùng tiếp đến là ngày tứ cùng ngày tứ cùng là ngày ất hợi hoặc ngày ất hợi thì trong tháng này cũng không có đó và để việc cưới hỏi được tốt lành ý, thì chúng ta cũng cần loại bỏ những ngày ngũ ly ngày ngũ ly là một trong ngày xấu mà phải hầu hết phải kiêng kỵ cho những ngày cưới ngày ngũ ly trong tháng 2 ý, thì nó có một ngày giáp dần ngày ất mão giáp dần không có ất mão không có này ngày bính ngọ ngày đinh tỵ đinh tỵ không có bính ngọ thì là ngày 28 đó là phạm ngày ngũ ly đúng không ạ? Ngũ ly chúng ta không nên dùng Tiếp đến là Ngày mậu thìn, ngày mậu tuất Mậu thìn không có, mậu tuất là ngày 20 Thì cũng phạm vào ngũ ly Nhưng nó phạm ngày đại thời Chúng ta cũng không, không dùng nữa, ngũ ly Đó. Tiếp theo là Ngày kỷ xíu và ngày kỷ mùi Ngày kỷ mùi thì trong tháng ấy không có Ngày kỷ xíu là ngày 11 Thì trụng ngày sát chủ rồi, chúng ta không dùng nữa Tiếp đến là ngày canh thân và ngày tân dậu ngày tân canh thân tân dậu không có này nhâm tuất và quý hợi thì cũng không có như vậy là chúng ta vừa loại bỏ những ngày ngũ ly tiếp theo là chúng ta loại bỏ những ngày bắt chuyên ngày bắt chuyên bao gồm những ngày sau ngày đinh mùi ngày kỷ mùi đó. đinh mùi kỷ mùi ngày đinh mùi hai chín không dùng ngày kỷ mùi thì không có này ngày canh thân ngày giáp dần ngày canh thân không có ngày giáp dần trong tháng này cũng không có và cuối cùng là ngày quý sửu quý sửu trong tháng này cũng không có đó như vậy là chúng ta đã vừa loại bỏ ra 25 sát tinh vừa loại bỏ ra 25 sát tinh 25 sao xấu để tìm ra những sao tốt Bây giờ chúng ta bắt đầu vào sử dụng cái quyển sách là ngày tốt tuần thư. Sử dụng ngày tốt tuần thư để tìm ra những cái sao tốt đó. Thì các bạn hãy tham khảo trang 171 để gì? Tìm ra những sao tốt đó. À, các sao tốt trong cái tháng 2 âm lịch cho việc kế hoạch như sau. Đầu tiên chúng ta chọn đến ngày thiên nguyện đó. Ngày thiên nguyện thì nó là ngày canh tuất, nhưng mà canh tuất trong cái tháng này thì không có. Tiếp theo là ngày dân nhật, ngày dân nhật trong tháng nó là ngày ngọ. Ngày ngọ thì ngày 28 thì bị phạm ngày ngũ ly rồi, đúng hơn nữa ngày ngọ trong cái tháng này thì lại bị phạm vào vào phạm vào ngày trực bình. Vậy nên các bạn cần phải xem xét. Tiếp theo là chúng ta chọn đến ngày thiên đức là ngày thân, ngày thân phạm kiếp sát thì chúng ta bỏ qua. Đấy. Ngày thiên đức hợp là ngày tỵ thì ngày tỵ có rất nhiều so xấu chúng ta không nên dùng. Đó, vì nó phạm vào gì? Phạm và ngày vãng vong. Hơn nữa lại phạm vào ngày trực mãn. Đó, rất nhiều so xấu Tiếp đến là chúng ta chọn đến ngày nguyệt đức hợp là ngày giáp. Thì ngày giáp trong cái tháng 2 âm lịch chúng ta sẽ có ngày mùng 6 là ngày giáp thân thì bị phạm vào ngày kiếp sát nhưng mà ngày thân thì các bạn lưu ý này ngày thân thì nó bị được cái ngày gì ngày thiên đức hơn nữa nó lại có người đức hợp vậy nên là các bạn cân nhắc nhé có thể dùng được này có ngày mùng 6 này là ngày giáp thân Đó. thứ hai là ngày 16 là ngày giáp ngọ ngày ngọ thì nó là ngày ngày dân nhật ngày dân nhật tức là một ngày là rất là vui vẻ ấy. ngày vui vẻ ngày có lắm cái tài lộc vậy nên là các bạn cũng có thể tiến hành cưới hỏi vào cái ngày này được thì nó có ngày 16 là ngày giáp ngọ là ngày tốt thứ hai còn ngày giáp ngày 26 ngày giáp thìn thì phạm vào thủ tử ta không dùng nữa rồi tiếp theo chúng ta chọn đến ngày nguyệt đức hợp là ngày kỷ ngày kỷ thì trong tháng này sẽ có những ngày sau có ngày 21 là ngày kỷ hợi này ngày 11 là ngày kỷ sửu và ngày mùng một là ngày kỷ mão thì ngày kỷ mão nó phạm vào ngày trực kiến thì chúng ta không dùng ngày kỷ sửu thì phạm ngày dương công kỵ và ngày và ngày sát chủ vậy nên ta cũng không dùng như vậy chúng ta còn ngày 21 là ngày kỷ hợi 21 là ngày kỷ hợi đó là ngày tốt thứ ba Tiếp theo chúng ta chọn đến ngày thiên xá Ngày thiên xá thì là ngày mậu dần thì Trong tháng này không có Đã. Tiếp đến là ngày nguyệt ân Nguyệt ân thì là những ngày đinh Ngày đinh thì trong tháng này Chúng ta ngày 29 là ngày đinh mùi này Ngày 19 thì là ngày đinh dậu này và ngày mùng 9 là ngày đinh hợi thì chúng ta có thêm ngày đinh hợi nữa, 9 là đinh hợi. Vì là ngày mùng ngày 29 đinh mùi là phạm ngày xấu rồi trong dùng. Đấy là ngày con nước đúng không ạ và còn lại là gì ngày 19 thì lại là ngày nguyệt phá vậy nên chỉ còn ngày mùng 9 là ngày đinh hợi là chúng ta dùng được tiếp theo chúng ta chọn đến ngày tiếp theo chúng ta chọn ngày tứ tướng ngày tứ tướng là ngày bính và ngày đinh thì ngày đinh ta chọn rồi vị trí là còn ngày bính thì ngày bính chúng ta có ngày 28 là bính ngọ này ngày 18 là ngày bính thân và ngày mùng 8 là ngày bính tuất thì ngày bính ngày tuất thì phạm ngày đại thời ngày nguyệt sát tăng dùng được ngày thân thì phạm vào kiếp sát cũng không dùng ngày bính ngọ lại phạm ngày ngũ ly thì tốt nhất chúng ta không dùng thì hơn đó Tiếp theo ngày thời đức là ngày ngọ. Như vậy ngày ngọ cũng sẽ rất là tốt đúng không ạ? Vừa có thời đức này. Lại vừa có dân nhật. Vậy nên cái ngày này có thể là gì? Tiến hành được. Chọn được. Thì còn ngày. Ngày nhâm ngọ còn ngày mùng 4 nhá. Ngày mùng 4 là ngày nhâm ngọ. Thì các bạn có thể dùng được. Nhâm ngọ. Đó. Tiếp theo chúng ta chọn đến ngày tam hợp. Ngày tam hợp có ngày hợi và ngày mùi. Thì ngày mùi ấy ngày hợi thì chúng ta có ngày mùng 9 và ngày 21 thì chúng ta đã chọn rồi. Còn ngày mùi thì chúng ta có 3 ngày là mùng 5 là ngày quý mùi, 17 là ất mùi và 29 là đinh mùi. Thì ngày mùng 5 và ngày 29 bị phạm rồi ta không dùng nữa. Như vậy chỉ còn ngày 17 là ngày ất mùi có thể dùng được. Đó. Còn ngày hợi chúng ta chọn đã rồi nhé. Tiếp theo chúng ta chọn đến ngày lục hợp. Lục hợp đúng không ạ? Thì mão tốt là lục hợp nhưng mà gì? Cái ngày tốt phạm đại thời, phạm người sát nó rất là xấu. Đó. Thì chúng ta không dùng được. Đó và cuối cùng là ngày ngũ hợp đúng không ạ thì tháng này là tháng ất đúng không ạ ất thì chúng ta ất thì hợp với canh đúng không ạ thì sẽ hợp với những cái ngày canh ngày canh trong tháng này thì chúng ta có ngày 12 là ngày canh dần này ngày mùng 2 là ngày canh thìn ngày 22 là ngày canh tí thì các bạn có thể dùng thêm được ngày nữa là ngày 12 là ngày canh dần nó được ngũ hợp đúng không ạ được bộ gì được ất canh ất canh hóa kim là rất là tốt đó như vậy là gì trong cái tháng trong cái tháng hai âm lịch chúng ta có 7 ngày tốt để cưới hỏi 7 ngày tốt để kết hôn cưới kế hỏi thì các bạn hãy chọn ra cho mình một cái ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và may mắn và cũng chủ động hơn trong cái việc là tìm ngày tốt Đó. thì như vậy tôi đã vừa sử dụng cái tài liệu là ngày tốt tuần thư tìm cho quý vị và các bạn những ngày tốt nhất trong cái tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc cưới hỏi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị muốn tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư thì quý vị hãy liên hệ số dự hotline 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn Đó. về cách thức sử dụng quyển sách này còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.